thân tôi là có nói gì với các bạn cầu thủ trong thời điểm hiện tại thì các bạn ấy cũng không thể vui hơn được, và chúng tôi cũng không thể vui hơn được, vì đương nhiên rằng là toàn đội bước vào trận đấu ngày hôm nay với mục tiêu là muốn giành chiến thắng. Nhưng có lẽ điều mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn cầu thủ là hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực, rèn luyện bản thân mình. Thì quan điểm tôi thì những khán giả xem trận đấu ngày hôm nay thì cũng có thể thấy được rằng trình độ, chất lượng của các bạn cầu thủ PVF thực sự là rất tốt. Và có thể nói các bạn ấy sẵn sàng thi đấu một thứ bóng đá tiệm cận với cái yêu cầu của bóng đá hiện đại, không phải là nơi đâu Việt Nam cũng có thể thực hiện được cái yêu cầu như thế. Thì cái thất bại ngày hôm nay thì cũng không thể làm sao đánh gục được các bạn cầu thủ được. Thì quan trọng vẫn là làm sao các bạn vẫn tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực hơn để cho sự phát triển tiến bộ trong tương lai. Thì có thể cái cảm giác buồn này, buồn thì buồn trong chỉ để 24 tiếng đồng hồ thôi. Đến ngày mới lên, mặt trời lên, đó là một ngày mới rồi. Cuộc sống thì chúng ta cũng không thể dừng lại được. Và các bạn cố gắng làm sao bước tiếp trên con đường sự nghiệp của bạn. Giải thích cho bản thân tôi những điều gì đã xảy ra trong cái giai đoạn của hiệp 2. Tôi chỉ có thể nói là 15 phút đầu tiên của hiệp 2 thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ đã nhập cuộc rất tốt. Và đẩy lên và có được những cái bàn thắng để giúp họ lùng dòng. Quan điểm tôi hiệp 1 thì chúng tôi thi đấu áp đảo, có nhiều cơ hội, đã ghi được bàn thắng mở số 1-0 và thậm chí có thêm cơ hội để gia tăng cách biệt và có thể kết liễu trận đấu. Nhưng nó với bản thân tôi thì vì duy cho cùng là cầu thủ chúng tôi thì dù gì vẫn là các bạn cầu thủ trẻ, thì các bạn cũng cần phải có cái kinh nghiệm hơn. Vì nhìn các bạn cầu thủ bên Hà Tĩnh chẳng hạn, họ tận dụng cơ hội và khiến cho chúng tôi đã phải trả giá. Như tôi đã gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù gì vẫn là một đội bóng mạnh, và họ đã có 15 phút thì đầu hiệp 2 thì rất hay, có một tình huống ghi bàn đỗ hòa 1-1 từ một pha dứt điểm ở góc phút hè, và sau đấy là một tình huống mà chúng tôi đã phải nhận phạt đền. Chúng tôi cũng vì tình huống diễn ra quá nhanh cho nên có lẽ chúng tôi cũng phải xem lại màn hình để hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên có thể nói là chỉ vì 15 phút đó thôi chúng tôi đã đánh mất cục diện trận đấu. Tuy nhiên rằng thì tôi vẫn tự hào với màn thể hiện của các bạn cầu thủ chúng tôi, thì vì dù gì các bạn vẫn có những thời điểm thì đấu rất hay, vẫn có thể áp đảo đối phương, tạo ra được nhiều cơ hội. Nhưng chúng ta thấy đấy, các bạn ấy tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng mà không thể giải quyết trận đấu, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với số lượng cơ hội của họ, họ vẫn tìm cách để giải quyết trận đấu được và giành chiến thắng cho trận đấu ngày hôm nay.